Đây chiếc kia bạn tài mình chuẩn bị bơm nha các bạn. Mới vừa để máy nước xong mà. Thằng đưa cái bơm, thằng đưa cái bơm rồi mới đề mấy cá. Rồi tình hình là giờ đề không nổ rồi nha các bạn, cái máy cát đề không nổ rồi nè. Nãy giờ thằng đưa xả, thằng đưa mà không đề được luôn rồi. Bây giờ là tình hình là ở hai cái bình ở phía trước là hết bình nha các bạn. Giờ hai anh em vô trong khiêng bình ra nè. Rồi chỗ này đang mưa lâm râm, trời bão. Vất quá. Giờ để hoài không nổ, giờ hết bình luôn. Đường ống mình đi chui qua con đường ngang cái cống nha các bạn. Đó. Chui ngang cống qua con đường nè. Lúc ngập lúc đông. Hay quá, nổ rồi các bạn ơi. Nãy giờ câu bình giờ nổ rồi. Rồi bắt đầu cho ăn nha các bạn, mình đi lên đúng không? Đây mình đã chạy xe lên tới cái cống trên nha các bạn. Đây đường ống mình bắt lòn vừa lên cái cống nha, con đường mới nè. Đường cống đi xong bắt theo cái gạch này lên nè. Còn cái cống ngoài lộ lớn rồi, nằm dưới gạch chạy lên đây qua con đường mới. Đang lên đá quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây là công trình đường lúc trước mình đã bơm nha các bạn. Cũng khá là lâu rồi nè. Đây, lọn qua đây. Cái cống này. Đi lộn dít. Đi cặp theo cái hàng cây. Đây lại tới đây đường ống mình quẹo xuống như thế này nha các bạn. Này, cặp mấy lộ nằm quẹo xuống dốc nhìn. Găng sùng ngay cái đầu hầm. Quơ qua quơ lại cho dễ nè.
thả lên cát mạnh lắm, hầm khá là lớn luôn nhưng mà người ta bơm lót bằng mặt nước thôi, cao hơn nước chút xíu à, để ta đặt cống. Ở đây xung quanh cái hầm này người ta có trồng cà na, hàng cà na nha các bạn, quá chừng cà na có trái luôn nè. Bên kia mới trồng mấy cái cà na nhỏ đều có trái hết. Đây cái trái cà na này. Đi phút cho các bạn xem, đi dạy góc cho các bạn xem có cà na trái nhiều nha. Quá quá nhiều trái. Quá chừng cà na trái nhiều luôn, nhỏ không đây. Chỗ này có cái bọng để thoát nước nè nghe các bạn, bọng quá lớn luôn nè, đây nó đang thoát nước luôn, thoát ra ngoài được cái kinh. Xung quanh toàn là cà na không nè. Cái này nó mà trái quá chừng từ trên xuống dưới luôn tới góc. Alo, đây là những trái cà na chín là nó rụng dưới góc này nha các bạn, không ai lầm hết trơn. Mới trồng đây, cây này quá nhỏ luôn mà cũng có trái nữa.
Nãy giờ mình đã nối tới hai ống nha các bạn. Giờ nước ngập cái ống không kịp rồi nè. Đây ở bên kia là cũng hai bên mấy hầm là cũng trồng cà na luôn nha các bạn. Mịt mù cà na này. Hầm nuôi cá ta nè. Hai bên trồng cà na, còn cái hầm thì nuôi cá.